chả lụa nha cô chú. Ở đây cũng bà con đang ghé mua bánh mì rất nhiều nè. Cô này bánh mì ngon lắm á, nên bà con ghé mua nhiều lắm luôn. Ngay ở chợ Hưng Thái mình nè cô chú, quá bự luôn nè cô chú. Ký bánh này thì ngon quá. Ký 5.000 thôi. À, cô chú, ký có 5.000 quay phim, chú Sáu Cà Me, chú Sáu Cà Me. Rồi vô nè. Chú Sáu Cà Me, con bấm chú Sáu Cà Me lên là gặp lại. Thôi bây giờ tạm thời mình live stream này trước đi rồi để mình xem đi. Rồi nhớ chú Sáu Cà Me nha. Rồi cảm ơn. Cảm ơn mấy cảm ơn ba cô đây luôn nha. Ờ đó. Chú Sáu Kẹo Me. Chốt hả? Ở xa mình nghe mùi tôm quá luôn rồi cô chú. Mình lại mình quay cho chị Hai này luôn. Hôm nay vui vẻ quá nè. Vui vẻ mà mình đi không được luôn đó. Vui vẻ mình đi không được á, mình tranh thủ thằng mình ghi video lại đặt cho. Mà vui vẻ được rồi. Tháng thì nó không ngon, cỡ 6 tháng trở lên nó mới ngon. Dạ. Dạ, chị cũng chia sẻ đó nè cô chú. Nên là nhiều khi mà nhìn như thế nào mình biết mắm lâu giờ và mắm mau cũng như nha, cái màu nó sẵn hơn hả? Nó đen là lâu ha, mà nếu nó vàng vàng mà nó nhắn nhắn gì là nó mới thì chắc là thôi nó ngắn đều nhau lần bây giờ con à, nửa ký có 20 bình dân đó hả? Giòn thấu ngon quá hả? À. Sao mà thơm dữ vậy vậy cô? Không có bao nhiêu đó. Gì đã nhiêu ạ? À? Quá nhiều tiền cơ. Rồi có trái nhỏ khuyến mãi cho con trái luôn đi. Rồi thôi coi mấy trái. À vậy hả? 2, 4, 6, 7 trái. Rồi khuyến mãi trái còn 6 trái. À mua 2 trái. Chào cô chú anh chị và các cháu, hôm nay mình đến chợ Hưng Thới. Đây là xã Đào Hữu Cảnh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang nha cô chú. Rồi cô chú các cháu đồng hành với chú Sáu Cà Me để vô đây ghi hình lại bà con mua bán ở chợ Hưng Thới mình xem như thế nào nha cô chú. Rồi chú Sáu Cà Me sẽ chạy xe vô tiếp theo.
Chào chú, chạy xe không đau không hay về cháu? À cũng được quá ha, à, hẳn là chạy đắt không cháu? Dạ vậy thôi, hôm nay cũng chúc cho chú chạy đây xếp lên cho đắt chút hả cháu? Cảm ơn chú. Rồi cảm ơn chú nhiều. Chú vui vẻ quá nghe coi chú. Chúc cho chú hồi chú chạy cho có bà con đi cho nhiều chút cho đỡ. Dạ. Rồi mình chạy tiếp theo vô đây mình sẽ ghi hình tiếp theo nghe coi chú. Kiếm chỗ mình đậu xe coi. À, vô ở trong chỗ này đậu xe đi. Đây mình vô trong đây mình kiếm chỗ mình đậu xe luôn coi chú ơi. Trước màn hình thì thấy bà con đang bán hủ tiếu, bánh canh nồi. Rồi mình đi về dài để mình ghi hình cho cô chú xem. Mép bên đây mình thấy có bán mà. À đây có cháo đang bán mặt tô. À, chú Sáu kẹo mè. Chú Sáu kẹo mè. Quen chút để lưu niệm luôn đi. Kìa, cháu này vui vẻ lắm nè. Hỏi kênh mình là gì đó. Cháu đang mua mật kìa. Mật ở đây bên đây cháu này cũng bán rất ngon luôn nè. Mật tuột tươi ngon quá luôn. Nửa ký có 35.000 coi chú ơi. Được quá nha. Cảm ơn cháu. Chúc cháu mua bán đắt hả cháu. Đây cô chú ơi, đây cũng có bán rồi. Bán dây nè. À, chào chị hai. Bán các loại đồ chùi nồi với dây luôn ha. Chị hai, có kem đánh răng nữa kìa, học quẹt ra luôn. Rồi, chúc sức khỏe cho chị nha chị. Hôm mai bán đắt tiếp theo. Bên đây thì mình thấy có khóm nè, cô chú. Khóm này chín à, ngon lắm nha, chắc ngọt lắm kìa, cháu anh bển đang gọt khóm kìa. Gọt cũng hay quá ta, nhanh tay quá. Này có mận luôn. À trái khóm chín chín vàng tươi luôn nè cô chú, gọt trong cái bọc nè. Ngon lắm. Rồi cảm ơn cháu, chúc cháu mùa mai ăn đắt hả cháu. Này bán bánh mì nè cô chú, bánh mì ngon quá nè, bánh mì pate chả lụa nha cô chú. Ở đây cũng bà con đang ghé mua bánh mì rất nhiều nè. Cô này bánh mì ngon lắm đó nên bà con ghé mua nhiều lắm luôn. Ngay ở chợ Hưng Thái mình nè cô chú. Dạ chợ Hưng Thái mình nghe, để dành lưu niệm luôn cô, để dành lưu niệm ở chợ Hưng Thái mình luôn. À, bây giờ thì nó thấy không thấy quý chứ cỡ mà 30-40 năm sau đi quý lắm luôn á, để thời gian dài gì mai mốt bấm lên coi lại đó hồi lần thấy không, thấy bà không, bà giỏi không, mà bà trắng trẻo không, nước da hồng hào không, quá đẹp luôn đó nè cô chú. Rồi cảm ơn các cô nha và cháu nha, chúc sức khỏe cho mình lúc nào cũng khỏe mạnh và bán bánh mì thật nhiều nha. Rồi chào. Chị hai bán mì ngon quá nha, bán bún rồi bán hủ tiếu luôn. À có đường phun ngót nè, ngon quá luôn nha cô chú. Có tỏi luôn.
Bên đây có chị Hai nè, bán nước dừa ngon quá luôn. À, chị Hai đang chặt nước dừa luôn kìa. Quá ngon. Rồi chị bên đây bán bánh tay yến nè. Rồi bánh bánh bò. Nói chung chè luôn, nhiều loại quá ha chị. Ngon quá luôn á. Phải. Chú sao cà mè ở đây hay vậy? Vậy hả? Chắc khác quá. À, cái này chú Sáu kẹo me có lại lần nào cho mình nhớ ở đây chưa lại vậy á? Sao cô bên đây là chưa nè, mình thấy à vậy ha. Mày chú Sáu kẹo me đó chắc hả? Vậy chắc vậy coi chừng phải đó nè, vậy quá ngon quá nè. Coi chưa cô chú. Rồi hổm rồi có coi video mình không đặng nữa hả? Nữa bắt gặp mình đó. Dạ bắt gặp video mình để làm lưu niệm luôn. Nè thấy cô này vui vẻ không? Quá vui luôn nha cô chú. Rồi cảm ơn chị, chúc sức khỏe chị và mai mốt bán nhiều hàng quá hả chị? Nhất là bánh nha. Đậu hũ bánh các loại luôn. Sữa đậu nành luôn. Dưa hấu ngon quá luôn. À bên đây có bán Thái Lan nè cô chú. Thái Lan nấu chín sẵn nè cô chú ơi, mua ẩm hộ cho cháu này luôn đi là về ăn liền luôn. Có bánh bò. Bánh bò ngon quá ha. Lâu lâu quá sao rồi lâu rồi lâu lâu quay ủng hộ bà con mua bán cho bà con biết luôn. À sao dưa dưa hấu mình trái nhỏ mà ngon quá vậy, già nhỏ tươi mà vỏ mỏng khéo luôn à. Dưa dạ nè nè nhìn đi cháu quá ngon à. Ngon quá luôn á. Ở đâu quay vậy? Ở chị Tôm, chị Tôm cống ganh đó. Thường có chú hả mới quay mẹ thấy thứ dữ nè, chú nói mới mua ở lò gạch cống ganh dưa hấu đem xuống dưới bán luôn á. Chú cũng bán cũng dưa hấu cũng ngon ngon mà bệnh đây cũng ngon không luôn nha. À. Dưa hấu nước ngọt rất ngon luôn. Rồi cảm ơn con. Rồi đây tiếp theo nè cô chú. À bên đây mình thấy có bánh tét. Bánh tét, chả lụa. À ngon quá ha. Có đồ chả ngon kìa. À vậy là mua chả lụa này với mua bánh bày về cái là mình bỏ vô là ăn ngon luôn. Bánh bày chả lụa là nó hợp luôn, mua bánh bày về cái mua chả lụa bỏ vô luôn là ăn ngon luôn. Rồi cảm ơn con á, chúc sức khỏe con á. Rồi đây bắp nữa nè cô chú. Rồi mới quay nãy rồi đó, mới quay nãy rồi. Dưa hấu nãy mình thấy vỏ mỏng mà đỏ tươi luôn, ngon lắm luôn á. Đồ này bán bắp cũng ngon quá nè chú. Rồi đây là trái cây, đặc biệt là có chúng đưa tiền cho em mà nãy rồi đặc biệt là có bơ nè, ngon quá luôn nha. À. Chúng gọi gỡ tay vô không, chúng 6 triệu cái bị gỡ tay bữa nay chúng 3 triệu cũng gỡ tay luôn không còn gì.
Trái xài bự quá luôn nha. Quá bự luôn nè cô chú. Ký khoảng nhiều tiền, ngon quá. Ký 5.000 thôi. À rẻ quá luôn nè cô chú. Ký có 5.000 quay phim, chú Sáu Kè Me. Chú Sáu Kè Me. Rồi vô nè. Chú Sáu Kè Me nha, con bấm chú Sáu Kè Me lên là gặp liền. Chú Sáu Kè Me hả? Chú Sáu Kèo Me. Chú Sáu Kè Me. Rồi đúng rồi. Mẹ. Mày hay mà sao? Mẹ là YouTube rồi. Kìa, yeah, nó đẹp ghế không? Để đẹp trai không? Quá đẹp là quá đẹp. Lúc nào cũng vui vẻ hết trơn luôn. Rồi. À. Rồi rồi. Ở sợ chắc mình che nó quay thua rồi, gặp cho hết rồi cái này. Đâu có mình vậy nó hay chứ. Nè 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 anh. À, vậy ok quá hả? Hai anh em tình thương nhà, tình thương ta, tình thương mến thương. Không, hay quá. Để làm lép làm lưu nệm lắm. Rồi ok. Rồi chúc cho chú vui vẻ hạnh phúc ha chú. Rồi chú cái này cũng vậy nghe, cho chú bán kiếm thật nghèo. Rồi chú nè, kiếm rất đẹp nè cô chú. Oh, quá đẹp mà nhiều kiếm lắm luôn. Mình muốn loại cái đi ở đây mình mua kiếm nào mình đỡ. Ở vùng quê mình mà. Cái này cũng kỷ niệm vùng quê mình thôi. Đặng giới thiệu bán vùng quê mình cho có thương hiệu chợ Hưng Thới mình luôn. À chú Sáu Kẹo Me. Chú Sáu Kẹo Me. Khoan để mình coi cho có dính vô mình nữa nó mới hay. Đó. Chú Sáu Kẹo. Rồi chú Sáu Kẹo Me nha. Bữa nào mới có? À thì chắc mai cũng tranh thủ. YouTube chú Sáu Kẹo Me. YouTube mình coi vô tiếng cho nó gặm gãi thoải mái. Nè, bán cô này bán cam được rất ngon nha, quýt luôn kìa, trái to to không luôn. Rồi mẳng cậu cũng vậy nữa cô chú. Đó là đầu tư cái cây của ổng á. Rất ngon. Cái cây này thì nó chống rung. Vậy hả? Như nó đỡ lắc á, đỡ lắc. Nhiều tiền cây đó hả? 9-50 triệu. Ôi nhiều tiền quá, ngon cho mượn luôn. Trời ơi, 9-50 triệu. Ngon. Mượn ơi mới chút xíu cho em mượn 9-50 triệu mua cái cây. Để cây này để mình live stream rồi ha. Ừ. Ây da, cô này cũng vui vẻ và cũng thích live stream lắm nha cô chú. Thôi bây giờ tạm thời mình live stream này trước đi rồi để mình xem đi. Rồi nhớ chú Sáu Kẹo Me nha. Rồi cảm ơn. Cảm ơn mấy cảm ơn ba cô ở đây luôn nha. Ờ đó. Chú Sáu Kẹo Me. Mình nhớ ăn chua chua kẹo me là nhớ à. Đổi lại đi kẹo ngọt đi trời. Nít nó quá đâu, ngọt. Đâu có đâu. À, cái này tại thương hiệu của mình phải giữ thôi. Giống như mình chuyên môn mình bán kẹo me đó. Rồi mai mốt bà con có mua kẹo me thì biết luôn. Rồi chị nào đi bán kẹo me cho hay. Rồi. À mình thấy dì Hai bên đây có bán mắm ngon quá ha dì Hai. À mắm nè, mắm cá chốt hả dì Hai? Ồ. Ở xa mình nghe mùi thơm quá luôn rồi cô chú. Mình lại mình quay cho dì Hai này luôn. Ý cái này mình là lột vỏ chú xiêm ra rồi mình chú cao chú xiêm. Chú sáp. Dạ chú sáp hả? Dạ. Lột ra để mình chiên ha, mình làm sao vậy dì? Vậy. Nấu chè. Dạ, dì Hai nấu chè hả? Ngon quá luôn à. Có từ ngoài vô á, nấu chè để bán à. Dạ nấu ăn mà nhiều vậy hả chị Hai? À, dạ cái này nồi chè chắc bự lắm luôn á nha. Dạ chị em đồ nông hả? Dạ. À chưa, để quay cho. Chị bán đồ hải sản. Hải sản. À, hải sản hả nghe. Nghe mà nói hải sản là mình ngon lắm luôn ha. Đây đó. Có chú trong chợ Hưng Thái mình nè, rất vui vẻ nha. Rồi chúc cho chú mai mốt sẽ vui nhiều và sẽ vui nhiều hơn á. Mai mốt làm ăn phát tài luôn nha chú. Rồi cảm ơn chú. Dạ, vui quá là vui. Rồi chúc cho chị Hai này luôn vui vẻ hạnh phúc nha. Dạ mai mốt làm nhiều sản phẩm mắm bán cho bà con luôn ha chị Hai.
Rồi chào chị hai. Chị hôm giờ tôi muốn lên clip thành phố mới coi vui vẻ coi. À chào chào chị hai. Mình có mấy trứng vịt này à, ngon quá ha. Nhất là trứng này hồng hồng nè, đẹp quá luôn nha cô chú. Còn trứng gà này mấy bự dữ luôn nè. Trứng gà này là lớn hơn hồng vịt luôn kìa. Sao mà trứng gà này lớn quá vậy chú? Lớn lớn hơn vịt luôn nè. Đúng rồi. Trứng gà này lớn hơn vịt luôn không? Chị bán hộp vịt hộp gà cũng là ở đây cũng uy tín ở chợ này luôn đó. Vậy hả? Vậy là bán giá bình dân hả mà giờ hộp gà hộp vịt ngon nữa. Cái này nhiêu một chục vậy chị? 22 hả? Cái này nhỏ nhiêu? Cái này. À cái này. 24. À cái này bự hơn nè cô chú rồi hộp vịt lộn. Đậu 30. Dạ bình dân ha. Rồi cho trứng cốt mạnh. À rẻ quá ha. Rất dễ cho bà con tiêu dùng ha. Thì dùng rồi nè, mà ở đây chị vẫn còn để nhiều lắm nha. Rồi chúc sức khỏe cho chị nha, lúc nào cũng vui tươi và hạnh phúc nha. Cô có theo vui vẻ rồi nha. Đó nè, cô có theo vui vẻ sao? Cái gắt được cái sao? Rõ ràng rồi. Vậy là cái này là thịt heo chắc dinh dưỡng lắm đó. Nên nhiều rồi không? Nhìn má đỏ hồng hồng đó. Thấy chưa, ok. Quá vui nè. Quá vui vẻ rồi. Có chị Nam nữa. À dạ. Chào cô, thịt heo mình ngon quá ha. À, ngon quá nghe, bây giờ là bán muốn hết rồi đó, còn ít nữa là hết luôn đó. Mà cái quan trọng này là cô vui vẻ nè. Rồi chúc sức khỏe cho cô nha. Đây xuống lên sẽ bán nhiều thịt heo nha cô. Rồi lúc nào gia đình mình cũng hạnh phúc hết luôn. À, chú Sáu kẹo me. Rồi cho không đụng hàng luôn, mà mình là cơ sở sản xuất kẹo me đó, mình đi bán mình quay luôn cho nó đỡ buồn. Thì quay hoài nói chuyện rồi vui nó cũng vui lắm. Rồi vui quá cô chú ơi. Rồi cảm ơn cô luôn. Cá lòng tầm nhiều nhưng mà chú này cũng có dưa hấu nè. Này cá hè. Cháo đầy vui. À, có cháo đây. Có cháo đây vui vẻ quá nghe. Vui vẻ mà mình đi không được luôn đó, vui vẻ mình đi không được á, mình tranh thủ thằng mình ghi video lại đặng cho. Mà vui vẻ được rồi. Đây có băng chả nên là cô chú. À, cháo này rất vui vẻ nghe, mai mốt có đi chợ Ân Thế nhớ ghé đây ủng hộ cá cho cháo này luôn nha. Quá vui. Đó. Nói chung mà đi gần chợ mình cũng nhỏ nhỏ mà bà con và các cháu rất vui vẻ nha. Mình quay là mình muốn lại mình quay hoài luôn á, chắc ít bữa nó lại quay nữa đó nha. À coi. Dạ có mình lưu niệm để sau thí dụ na vài chục năm đó mình coi lại là hay lắm đó cô, tại vì lúc đó mình còn trẻ thôi, mình còn đẹp. Rồi sau này 40 năm sau mình khoe với con cháu nó thấy cô không, hồi xưa đó là vậy đó. À, cái phô cao này ngon quá ha, nhỏ nhỏ ngon. Cái này mua nhỏ nhỏ này về nấu luôn chắc ngon lắm nè cô chú. À, một ký khoảng nhiều tiền vậy hả cô? Cái này 2 ký 15. Dạ rẻ ha. Cái này chẳng 10.000 ha. À cũng được. Bà con muốn thích mua bự nhỏ đó thì tùy. Rồi cô này cũng dạ con này cũng ấy cái là cô gọt nè, cũng cô cũng xiên ha, cô gọt sẵn cho bà con nè. Vừa nó sạch nữa dễ về làm nữa, mà cái thứ hai nó nhẹ ký cho bà con đó ha. Rửa nấu luôn mất ký luôn. À tiện quá luôn nè. Bây giờ bà con ở chợ mình đa số là làm vậy luôn á. Vừa cá cũng vậy, cũng làm sẵn luôn. Này còn làm sao. Rồi chúc sức khỏe cho chị nha. Rồi chào chị.
đây cho chú gạo ngon, các loại gạo luôn. À gạo chay. Ý cái này ngà voi với rau diệu. Dạ, cái này nấu canh chắc mát lắm luôn. Dạ. Dạ. Ta thích lắm mua nấu canh á. Dạ, như một xề này, một mâm này bán nhiều tiền? 5.000 hả? Dạ, 5.000. Nhiều quá ha. Dạ. Thì là cái này dư nấu nồi canh luôn rồi. Dư rồi, dạ. Rồi xoài nữa kìa. Xoài này xuyên ký 20, dạ. Xoài này 2.15 kg. À, xoài này trái bự rẻ hơn chốc ha. Rẻ hơn. Dạ. Với, ăn nó không được ngon bằng xà này. Dạ vậy hả? Cái này chắc cái độ chua hơn hả? Không chua, ngọt. Dạ. ngọt ngon ngọt vậy đó. À, ngon quá ha. Rồi gạo chay. Rồi có mắm nữa hả? Dạ có mắm nữa đó. Nè. Chị hai này có bán mắm luôn nè cô chú. Mắm này nhìn xa thấy giống cá chốt ha. Cá chốt, không cá chốt kìa. À, cá chốt ha. Dạ. Rồi ngon quá. À, mắm này mình làm thời gian tới giờ khoảng bao lâu rồi mới được sản phẩm mắm ra chợ bán gì? Vậy? Hôm tháng 10 tới giờ đó. Mà nếu mình để lâu với không lâu cái nào tốt hơn ha? Như để 5 cái 2 năm. Cái lâu nó ngon hơn cái mới. Dạ, để 5 2 năm thì càng tốt. Không, để 5 2 năm thì tốt nhưng mà ăn nó mất cái chất thơm. À vậy hả? Nhiều khi lâu quá có thể nó nhẵn hả? Dạ, đúng rồi. À vậy hả? Trong vòng 5 trở lại thì ngon ha. Đúng rồi. Dạ. Còn nếu 2 3 tháng thì nó không ngon, cỡ 6 tháng trở lên nó mới ngon ha. Đúng rồi. Dạ. Nó ngon. Dạ, đó chị cũng chia sẻ đó nghe cô chú. Nên là nhiều khi mà nhìn như thế nào mình biết mắm lâu và mắm mau cũng như nha, cái màu nó sẵn hơn hả? Màu nó đen. Dạ, nó đen là lâu ha. Dạ. Mà nếu nó vàng vàng mà nó trắng trắng gì là nó mới thì chất lượng rồi. Dạ. Nó ngắm đều nhau là ngon. À. Mới thì 4 tháng rồi đó. Dạ. Nếu mà 2 tháng nó còn ngon nhiều nữa ha. Dạ. Từ cái này 5 tháng rồi. À, 5 tháng cũng được rồi, ngon rồi. Bây giờ nè, 5 tháng rồi tôi vừa ăn ngon. Dạ, ngon lắm rồi. Cái này sản phẩm nhà mình luôn hay gì? Của nhà không à, chỉ mà của nhà không à. Cái này mình, mắm này mình làm bằng cái phương tiện gì, mình bắt bằng cái gì? Bắt cái gì được á, lú ngầm hay gì? Hay vớt? Bắt cái cân. Dạ, cân. Dạ, cân cái mình mình làm mà. Dạ, làm cái mình muối. Cân đúng. Cái về mình mặn rồi cái mình muối. Muối cho chừng khoảng tháng trở lại là thích. Dạ lúc đó là ngay mùa thì nó cũng đỡ ha. Dạ ngay mùa nó tới. Dạ nói mình làm mới có lời. Đúng rồi. Dạ. Rồi cảm ơn chị nghe, chúc sức khỏe. Dạ. Chị. Dạ. Mai mốt làm nhiều mắm ha chị. Dạ. Dạ. Đây mình cũng thấy khóm và khoai lang nè cô chú. Khóm này gọt sẵn luôn. Khoai lang ngon quá. Có khoai lang trắng nữa nè. Rồi khoai ngọt, chuối luôn. Đặc biệt là có cô này đang gọt khóm sẵn luôn nè. Rồi. Rồi cảm ơn cô nha, chúc sức khỏe cô. Đây nè cô chú ơi. Đây có cá chì Vinh và cá Linh luôn, cá Linh còn sống luôn nè cô chú ơi, quá ngon luôn nha. Đây có số cá Linh làm sẵn luôn, con to to không luôn, ký khoảng nhiều gì chắc, ngon quá. À ký có 25 mà ngon quá nè cô chú. Giờ nó trong chợ mình bà con bán cá cũng rẻ quá nha, ký cá Linh này mà có 25.000 luôn, bự lắm luôn. Cái này chợ là cỡ chắc hai mấy con ký rồi, hai mấy cho 30 con. Rồi chúc sức khỏe cho cháu. Cá lồng tâm cô chú ơi. Bên đây cá chê nhiều quá ta. Cá chê nhiều lắm nè. À con cá ở đây nó mừng mình kìa, nó nhảy tung, nó đang tung tăng kìa. Nó được quy phiên kìa. Chào Phật cô. Hôm nay mua cá lồng tầm bài làm sẵn luôn hả? Để coi được nhiều chần ra. Nửa ký lô. Để coi mình coi khoảng nhiều tiền. Nhiều tiền vậy hả cô? À nửa ký có 20 bình dân quá ha.
cô bên đây mua nửa ký cũng được quá. Đây mình có cá linh. Còn ở này con cá đỏ mang đó nè cô chú. Cá đỏ mang này cũng ít có à. Này cũng có con bột. Rồi mấy con ốc sẵn. Cá lồng tôm bay. Làm sẵn luôn mà có 40 ngàn ký à. À có cua nhiều quá rồi cô chú ơi. Cua này chắc cũng nặng à, cỡ 5-6 ký vậy á. Mình đó 5-6 ký, cái cô bên đó cũng nói cỡ đó đó. Rồi cảm ơn chị Hai nha, chúc sức khỏe chị. À, có mấy cái chú sim bự quá vậy? Dạ. À, chú sim bự quá ha. Trái to lắm nè cô chú. Trái bằng cầm tay mấy đứa trẻ luôn á. Bên này có nướng bánh kẹp ngon quá. Nướng bánh kẹp ngon quá nghe cô chú. Bánh bông lan luôn. Thì biết sao nghe cái mùi là mình nghe mình biết thơm rồi ngon rồi. Đi xa nghe mùi á. Rồi đâu khuyến mãi lúc mua cái nhiêu tiền, hai cái nhiêu tiền, ba cái thì 10 ngàn. Đây ba cái nè. Rồi rồi lấy nha. Rồi ăn thử hả? Chút xíu lấy. À vậy sao nói ăn thử biết bây giờ phải ăn thử chứ. À, vậy là đâu có ăn thử đâu, là vậy mà giới thiệu ăn thử. Không, cũng như không cũng như trong ấy kêu mình quay cái nói ăn mới biết chứ như chưa có ăn luôn. Đang nói chung là bán rất ngon nha, nên bà con đang chợ nè, nhất là mình nè đang chợ luôn đó, muốn ăn mà không có bánh để ăn luôn. Không nhận bánh quá ngon nó thơm dữ lắm nè cô chú, nghe cái mùi thơm kìa. Rồi sao nữ mình sao cũng vậy thôi. Trời ơi, đổ thờ mấy chú đàn ông không à. Nữ mình không tính đâu. Mình đợi mình bánh kẹp này nãy mình đợi nè nghe cô chú. Thôi đây mình quay vòng vòng chút mình hãy trở lại ngay, nãy giờ nghe thơm thèm quá trời luôn á. Thơm quá luôn. Giá đâu có đâu. Đâu có đâu. Mà như cái cuộc sống mình thì mình nói chơi có gì đâu. Đâu phải mình nói trực tiếp thẳng người nào đâu, nói vui thôi. Nhân qua cái cô kia cũng kỳ rồi, nói 70 người ta cưới vợ, nó nói cô. Rồi cô 70 chắc có chồng cũng được. Vui thôi. Nhờ có phim mình coi nó mới vui, không ai quay hết mình có phim đâu mình coi. Phải không chị? Không ai quay hết có phim đâu coi. Vô tiếng gì bỏ hết luôn, điện thoại cũng bỏ luôn. Cũng như đâu có ai làm gì đâu để mua cái đó làm gì. Này nè cô chú, mình đi qua đây tiếp theo nè. Đây mật đồ rất nhiều các cô chú. À chào anh hai, khô ngon quá nha, cá chớp nè. Sẽ khô qua luôn nè, không có đậu nghe, mà để coi mình coi. À cái này thì đặc sản miền Tây nè. Đặc sản miền Tây luôn hả? Rồi cái này mình bán ký khoảng nhiêu? 200. À bình dân quá ta, 100 gram nhiều lắm nha cô chú.
lau kiến nữa, lau kiến cái lau kiến mà đặc kiệt đó. À, đầu kiến mày mới mắc hơn nữa à hả? 2000 giá. 200 mà. À, cho dễ tính tiền ha. Rồi đặc biệt là mình thấy có mặt ong nè. Mặt ong đàn 1 lít nhiêu? Mỗi chai mỗi 300. Mà cũng bình dân. Nghe nhiều khi bà con nói cả triệu gì 1 lít gì đó mà sao mình bán rẻ vậy? Cái này là tại như cháu nó ở trên vườn tràm Kinh Sư á. Dạ. Nó làm trong tràm á. À, trà sư ha. Nó đưa mình bán giùm cho nó. Bán rẻ ha. Rồi chúc sức khỏe cho anh nha, mai mốt có cá chốt nhiều và có mặt ong nhiều bán luôn nha anh. Rồi cảm ơn anh. Cá chốt là đặc sản mà mua thì vài trăm gram mà. À, cái này mà mấy cô chú anh chị và các cháu ra nhậu á làm cách gì ngon ha vậy anh? Gan giấm đường, gan giấm đường mà giấm mè. Không, mình gan để mỡ mình gan rồi đầu mình chấm giấm mè. À, cái này nó hấp sẵn cho mình rồi. À, quá ngon luôn nè. À. Lạc cho các bạn. Dạ, lạc mới nhậu mới ngon á. Cái này cũng vậy luôn. Cái này cũng vậy. Cá lau kiếm này mới đặc sản nè. Cá chốt này nhiều. Mấy vậy? Mới đó 40. Rồi bán 30 rồi bỏ cho một. Này có cá đỏ đỏ mang cũng nhiều quá nghe cô chú, cá đỏ mang, cá chị Vinh, dạ, này cá chị Vinh luôn, rồi có mấy con cá chị trắng này, cá chị trắng này chắc nướng chắc ngon lắm luôn, à chị vàng, chị vàng nè cô chú, nó, nó cá chị vàng này nó, ai da, hôm đây hả? Đưa ăn thử hả? Rồi, cô đưa ăn thử nè, để chút đủ đưa luôn chứ giờ này đưa ăn cái gì đâu. Nóng quá, cầm nó nóng quá. Bây giờ nóng quá, bạc đủ luôn hả, lấy luôn chứ. Bây giờ bẻ ăn miếng ăn thử thôi. Nè, cô chú, mời cô chú anh chị vậy, cháu dùng bánh kẹp với mình nha. Đây, đây ngon lắm nè. À, giòn thấu ngon quá hả? Sao mà thơm dữ vậy vậy cô? Ừ, ngon quá là ngày cho chú mà mốc rồi có đi chợ ăn thế nhớ ghé đây em hộ bánh kẹp cho. À, chú Sáu kẹo me. Rồi giới thiệu chợ mình. Bán này bán kia đặng mai mốt cô này bán bánh kẹp nè, bà con tới chợ Hưng Thái mình vô mua bánh kẹp luôn. Này chị Năm bán đổi. À, chị Năm bán đổi. Chị Năm bán đổi đây, nó chị Năm Bình nè. Đây là bộ bộ quay mặt không có đâu, quay mặt không bạn được. Đừng có quay tôi ông nghe lời, thằng nó bị khùng đó. Dẹt quá, dẹt. Thằng nó bị khùng đó. Vậy hả? Mình tôi giờ nói chuyện là biết. À, rồi nói chuyện được rồi. Quá ngon luôn. Thôi mình qua đây mình quay chút nữa nghe cô chú. Luôn về luôn. Dạ. Chợ Hưng Thái mình vui lắm luôn. À đây mình thấy có rau đồng. Rau dịu. Rau dịu ngon quá nè cô chú ơi. Cái này ăn mát lắm luôn nè. Dịu rau chay. Còn cái bên đây thấy nó hơi là. À sầu đâu nữa hả? Ngon quá vậy. Ngon quá nè. Tháng này nóng nực đó là ăn sầu đâu ngon. Rồi có đọc bầu nữa kìa. Ăn hết 40 mới bán nha. Có lựa là không có bán. À bên đó cá chê 40.000. Hôm nay mua được cắt cơm hả cô? Cắt cơm. Dạ ngon quá ha. Cái này cô về tính làm kho ha, làm gì ngon vậy cô? Kho. À kho nghe, kho ngon lắm luôn. Cái này mà kho giống như kho đường, kho gì đó cô, để dành ăn từ từ chắc ngon lắm luôn á. Bán thế đại bán nhiều bán. À cô gửi hai bó sầu đâu kêu bán nhiều, được nhiều bán. Cô này cũng dễ dãi nè, cái này là sao đâu nhà mình luôn hay gì vậy cô? Dạ. À, hàng chi cô bán rẻ, cô cũng kêu bán giùm. Rồi, cảm ơn cô nha, chúc sức khỏe cô. Trái ô môi này, không gần nó thấy trái ô môi tờ rồi. Trái ô môi này chín rồi nè, ngon quá luôn. Ô môi này ngọt dữ lắm.
Vậy hả? Ăn lên thuốc vậy lắm đó. Ồ, vậy hồi đó giờ mình chưa biết luôn đó. Mình dạ. Tính ăn không à, mình không có biết thuốc. Ăn lên thuốc dữ lắm đó. Thường thường, thường cái này thuốc chị bên gì nhiều. Đó, cũng như mấy người bị nghe ta nói tiểu qua đường với bệnh khớp kia đó. Dạ vậy. Vậy cũng nhiều tác dụng quá ha. Vậy cô đang lượng mới còn mua hả cô? Dạ. À, mua nguyên bó luôn đấy. Không có nhiều. Bó gì lại nhiêu ạ? Bó nhiêu tiền cơ? Trái 5 ngàn hả? Mình nở bó này ra tao lựa không? Thôi có trái nhỏ khuyến mãi cho cô trái luôn đi. Coi thử coi mấy trái. Có gì đâu tôi với nó mà dễ gì. À vậy hả? 2, 4, 6, 7 trái. Rồi khuyến mãi 1 trái còn 6 trái. Mua 2 trái rồi mua về. À mua 2 trái rồi. Thôi à. Lâu lắm rồi chứ. Thôi à, mình nhỏ nhỏ mình ưa ăn môi môi này lắm luôn á, ngon nó ngọt ngọt. Đó cái xứ này cái hán lộ môi này dữ dằn dữ lắm đó. Dạ. Bây giờ là ô môi bây giờ là hiếm ha. Nó hiếm mà nước nó ngập một lần đó. Vậy nhiều khi lâu có trái bà con nhiều khi bỏ bớt nữa. Dạ. Để cho bác tiếp em ơi. Cái này làm gì quay YouTube. Dạ. Quay lên vô tiếng rồi giới thiệu chợ mình bán này bán nọ cho vui vậy đó. Chỉ môi mốt giống bóng hai môi này nè, môi mốt môi môi này cái lại đây kiếm. Lại kiếm môi môi. Nói chung là quay này giới thiệu cho mình dễ bán á, môi mốt bà con đi dễ mua. Bán gì bà con biết chỗ hết bà con mua. Vậy mình có được. À 10 ngàn ăn lâu lắm luôn á. Dạ, 3 ngày chưa hết. Trời tôi ăn lắm. Có cái này từ sáng tới trưa là hết rồi. Bây giờ nhiều chắc nóng mà nó trị bệnh gì đó. Trị bệnh đó. Này mua được chút khớp ngon quá luôn. À ở đây cô này bán xài ngon quá luôn nha. Xài này xài thanh ca hay gì vậy cô? Dạ xài thanh ca. Nhiều ký gì cô? Khoảng 10 ngàn. Dạ ký 10 ngàn hả? À chắc mình mua ít về cô ta thấy ngon quá nè cô chú. Ăn chắc ngọt lắm luôn á. Ngon. À lựa mấy trái giống gì cho mình ký coi. Trái mùi ha. Dạ, trái cũng tròn trịa vậy nè. Đâu lấy cái bọc bỏ vô coi. Mình thấy cô này cũng vui vẻ quá, mình ủng hộ cho cô một quách nè. Bỏ vô đây tính đi hay gì vậy? Tính giờ đi chỗ khác nắng quá hả? Dạ, nắng quá hả? À sắp đẹp quá ta. Sắp đẹp quá. Trái này chưa chín hồng. Kiếm trái chín chín coi. Chín chín thì nó ăn ngọt. Về ngoài đó coi. Dạ, rồi đúng rồi. Rồi, hay quá. Cô bán quen cô lựa chế nào cái nấy là mình vừa ý luôn á. Hay quá, hay quá. Để coi. Rồi ký mấy ngàn? Ký 10 ngàn. Dạ. Cái bọc đó là nó văng rồi đó mà ông tôi mới lựa 15 ngàn. Dạ. Nè, chỉ 6 luôn. Rồi. Rồi mình mua ủng hộ cho cái này ký gửi luôn 15 ngàn luôn. Bây giờ vay một tay là giờ mới hơi khó để chơi. Cứ xài đi bán rẻ cho em. Cô đi em ơi. Đâu rồi, giấy tiền đâu rồi. Đây 50 ngày dở nè, vậy thối 35 ngàn. Rồi bữa nay mình đi về nhà mình có quà nghe cô chú. Yeah. Quá ngon. 35 ngàn đủ phải à? Dạ, 35 ngàn. Nè, 35, cảm ơn luôn. Để bỏ nó vô để mình nó gớt. Để ngoài đây có gì mua cái nào nữa, cái mình sẵn tiện ngoài mình chia trả cho bà con cho tiện luôn. Rồi bây giờ tính sao đây? Giờ mới khó đây. Sao móc móc đây này có máng này đi. Đây. Rồi ok. Rồi cô máng lên cho nè, mình treo bên hông nè. Đó, bột xài.
Rồi cảm ơn chị Hai nhé, chúc cho chị chúc bán hết này luôn nha chị. Cảm ơn anh luôn. À cái này sao mình có cá lóc trong đây? Cá chê. Cá chê hả? Mua hả? Mua vàng ha. Dạ. Cũng được quá ha. Xài này ngọt ngay luôn nha, nhìn cái trái kìa, xài thanh ca. Xài thanh ca này ngọt hơn xài cát nữa. Đó, nè, mình mua là mình mua ký rưỡi nè, có 10.000 ký rồi, mua đi. Lựa mấy trái đỏ. Hay dạ. Đằng đó bán gì vậy ta, bán thịt vịt. Đây giờ về dựng xe rất nhiều luôn nha cô chú. Mình cũng chú Sáu Cà Mè xin tạm dừng video, cuối lời chúc cô chú chị và các cháu luôn có sức khỏe dồi dào, hạnh phúc thành đạt trong cuộc sống, con cháu hiếu thảo. Chào cô chú chị và các cháu. Chào.